rao ý lễ xin trong tuần. Gia đình Phong Thắng xin ơn chữa lành cho bạn Nhật ở Việt Nam. Gia đình anh chị Vũ Dung xin một lễ cầu cho linh hồn Maria vừa qua đời tại Việt Nam. Gia đình cụ Cần xin cầu cho linh hồn Giuse, cầu cho linh hồn Giuse, cầu cho linh hồn Phêrô và xin cầu gia đình bình an. Anh chị Nghĩa Hạnh cầu cho các linh hồn. Gia đình Tâm Việt xin cầu bình an. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Đa Minh. Bà Ngô Thị Thật xin lễ tạ ơn Đức Mẹ La Vang. Và giờ đây, xin kính mời quý vị, quý cụ, quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp thông thánh lễ. Như những trẻ sơ sinh, anh em hay khao khát sữa thiêng liêng tinh khiết. Nhờ đó, anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ. Alleluia. Con xin chào toàn thể quý ông bà và anh chị em, đặc biệt quý ông bà và anh chị em trong cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester. Một lần nữa chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ý chỉ những ý nguyện chúng ta đang có, vì chúng ta không thể đến đây để tham dự thánh lễ. Thì con cũng xin quý ông bà và anh chị em chúng ta hợp ý với nhau dâng lên Chúa tất cả những ý xin, những gì cần thiết trong đời sống của chúng ta và đặc biệt trong những thời gian này, để rồi chúng ta bắt đầu thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy, tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con hồn Thiên Chúa.
thiện Thiên Chúa là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và huyền trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài đọc 1. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Thời bấy giờ, các tín hữu chuyên cần nghe ngắt các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ vì các tông đồ làm nhiều điềm thiên dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ, họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được ơn cứu độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Israel hay nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Aharon hay nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hay tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúng xô đẩy tôi xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Kìa nghe tiếng reo mừng, chiến thắng trong doanh trại chính nhân. Hay tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tàng đa thờ xây nhà loài bỏ lại, trở nên đa tàng gốc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mặt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hay vui mừng hoan hỷ.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Bài đọc 2, bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống đồng. Nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền, ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện đức tin đã được tinh luyện, đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được trang chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Tung hô tin mừng. Alleluia. 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 Chúa nói: Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ, Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín, Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.
Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, quý ông bà anh chị em có bao giờ bị gọi là Thomas chưa? Thỉnh thoảng con vẫn bị người ta gọi như thế. Đôi khi người ta bảo đúng là cái tên Thomas hoặc đồ Thomas. Có nghĩa họ nhắc nhở cho con biết rằng bởi vì con không tin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đôi khi con đọc bài phúc âm này con cảm thấy rất là tội nghiệp cho Thánh Thomas. Và có lẽ Ngài phải nói là thật sự ra Ngài cũng xui đấy chứ. Có những tông đồ khác các ngài cũng không tin. Bởi vì thí dụ như tuần trước chúng ta lễ phục sinh, thì Thánh Maria Magdalena về nói với Thánh Phêrô và người Chúa yêu là Thánh Gioan. Hai ông đâu có tin, hai ông mới chạy ra để mà chứng minh điều đó. Và chính vì thế chúng ta biết rằng thật sự ra cũng có rất là nhiều lần các ngài không tin, nhưng chẳng có ai dám nói lên điều đó, chỉ có một mình Thomas. Nhưng thật sự là con thiết nghĩ có lẽ vì chính Thomas đã nói đến điều đó nên Thiên Chúa yêu thương Thomas một cách đặc biệt, vì có lẽ tính của Ngài thẳng, vì Ngài nhìn thấy sao Ngài nói như thế. Mà thật sự ra chúng ta cũng phải cảm ơn Ngài, và vì chính Ngài nói như thế mà Chúa mới nói với chúng ta là những thế hệ sau, phúc cho những ai không thấy mà tin. Nhưng có lẽ, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đôi khi thật sự ra con hoặc quý ông bà và anh chị em chúng ta cũng mong được như Thánh Thomas. Có nghĩa làm sao? Là bởi vì chúng ta đích thực, chúng ta được nhìn thấy Đức Kitô, chúng ta sờ được lỗ đinh ở tay của Ngài, cạnh sườn của Ngài, và sau đó chúng ta tin, chúng ta không còn nghi ngờ nữa. Và thật sự ra có lẽ một số quý ông bà và anh chị em nói với con, thật sự ra điều đó không thể nào xảy ra với chúng ta, vì chúng ta không sống ở thế hệ của Đức Kitô. Có lẽ như thế, nhưng kính thưa với quý ông bà và anh chị em, mỗi một lần chúng ta ngồi gần nhà tạm, mỗi một lần chúng ta rước mình vào máu Đức Kitô, chúng ta cảm thấy làm sao? Chúng ta cảm nhận thế nào? Và thật sự ra đối với con, khi gặp những sự khó khăn, gặp những sự thử thách, nơi con muốn tới nhất, đó là nhà nguyện để con ngồi với Đức Kitô. Không phải để mà mình xin xỏ hoặc để mình than van, nhưng để rồi mình cảm nhận được Đức Kitô đang ở với mình trong giây phút này, trong lúc mình đang cảm thấy thất vọng, mình đang cảm thấy buồn phiền. Mà thật sự ra khi mà con ngồi trước nhà tạm như thế, con cảm nhận được rằng Đức Kitô đang ở gần bên con. Cũng giống như đôi khi khi con tâm sự với quý ông bà và anh chị em, hoặc khi chúng ta gặp mặt nhau, cái điều cảm nhận đó thật sự ra Chúa đã ban cho chúng ta, nếu chúng ta có lòng tin. Và dĩ nhiên đôi khi lòng tin của chúng ta không được vững chắc như thế, nhưng chính vì thế chúng ta lại cần phải tới với Thiên Chúa nhiều hơn, để nhắc nhở cho chúng ta rằng Thiên Chúa đang hiện diện với chúng ta. Và đặc biệt trong giây phút này, con biết rằng quý ông bà và anh chị em chúng ta không làm được điều đó. Cho dù chúng ta có muốn đi nữa, nhà thờ cũng không mở cửa, và chúng ta cũng không được đến để tham dự thánh lễ, để rồi chúng ta rước mình vào máu Đức Kitô. Nhưng hôm nay chúng ta cũng mừng lễ lòng Chúa thương xót. Lòng Chúa thương xót cũng nhắc nhở cho chúng ta, cũng giống hệt như Chúa đã thương xót đến Thánh Thomas. Và vì Ngài đã ao ước, và có lẽ nếu mà Ngài không được gặp Đức Kitô thì có lẽ cả đời Ngài, Ngài sẽ lúc nào cũng thắc mắc, Ngài sẽ lúc nào cũng nghi ngờ. Và chính vì thế Chúa đã hiện ra thêm rất là nhiều lần nữa, và lần hôm nay trong bài phúc âm có Thánh Thomas. Để sao? Để rồi lòng thương xót của Chúa nhắc nhở cho Thánh Thomas rằng con không cần phải nghi ngờ nữa. Và hôm nay chúng ta cũng đặc biệt, chúng ta hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Đặc biệt chúng ta là những kẻ tội lỗi, chúng ta là những người bất toàn, chúng ta có nhiều những khuyết điểm,
Và đặc biệt khi chúng ta, nhất là trong thời gian này, chúng ta ở nhà với nhau, chúng ta nhìn thấy được những cái tật xấu của nhau nhiều hơn, vì chúng ta có nhiều giờ ở gần nhau hơn. Thì đặc biệt hôm nay, đêm hôm nay, trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta hãy thưa chuyện với Chúa, và chúng ta đặc biệt chạy tới với lòng thương xót của Chúa, và chúng ta nói với Chúa, lạy Chúa, Chúa biết những khuyết điểm của con, Chúa biết những sự gì đang xảy ra trong gia đình của con. Và có lẽ cả những khi chúng ta đang nghi ngờ Thiên Chúa, cả những khi chúng ta đang giận hờn Thiên Chúa, cả những khi chúng ta đang cảm thấy bực bội, tức tối, bất mãn, vân vân và vân vân. Hôm nay, đêm hôm nay, trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta hãy thưa với lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, Chúa là Chúa của tình thương. Chúa yêu thương chúng con vô bờ hạn, vô bờ bến. Xin giúp cho chúng con để chúng con cảm nhận được tình yêu của Ngài, và để rồi chúng con không dừng lại từ những tội lỗi khuyết điểm của chúng con, nhưng chúng con dám có sự can đảm để chúng con đến với Thiên Chúa, và rồi để chúng con như Thánh Tô-ma, chúng con được nắm tay của Ngài, để rồi Ngài ban phép lành cho chúng con, để rồi Ngài nói với chúng con, Ngài yêu thương chúng con cho dù cả những cái tội lỗi chúng con đã phạm trong quá khứ, Ngài tha hết. Nếu chúng con cố gắng, nếu chúng con tiếp tục đến với Ngài, nếu chúng con dám can đảm bước đi cùng Ngài. Và thật sự ra theo con thiết nghĩ, chúng ta hơn các tông đồ rất nhiều ở nơi là chúng ta được cả hai. Chúng ta vừa được Thiên Chúa nói với chúng ta phúc cho những ai không thấy mà tin, nhưng chúng ta cũng được chạm vào Đức Kitô. Và chúng ta chạm vào Đức Kitô, có lẽ đối với một số người chúng ta chạm vào Đức Kitô như con hằng ngày. Khi con dâng mình và máu Đức Kitô con cầm trong tay của con, và khi con ăn và uống máu Đức Kitô, và chính vì thế quý ông bà và anh chị em chúng ta cũng thế, tuy đang trong thời gian bệnh dịch như vậy, nhưng trước đó chúng ta cũng đã biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu tuần, chúng ta cũng đã đều được chạm đến Đức Kitô. Chúng ta đã được cảm nhận Ngài, chúng ta đã ăn và uống máu của Ngài. Và ước chi mỗi một lần chúng ta làm điều đó, chúng ta không có một sự nghi ngờ nào cả, mà chúng ta cảm thấy rằng thật sự ra Ngài rất là gần gũi với chúng ta, như chúng ta đã gần gũi với nhau, như vợ chồng, như con cái, như những người xung quanh chúng ta gần gũi với nhau như thế. Và chúng ta không cần phải có những một ai để mà chứng minh cho chúng ta, mà chúng ta tin chắc điều đó vì chúng ta đang đứng gần với Đức Kitô, chúng ta đang ngồi gần với Đức Kitô, hoặc chúng ta đang có mình và máu Đức Kitô trong tay của chúng ta. Mà thật sự đã đặc biệt cho chúng ta là những người chúng ta đang cảm thấy chúng ta có sự nghi ngờ, chúng ta cảm thấy chúng ta tội lỗi, chúng ta cảm thấy chúng ta không xứng đáng để đến gần với Đức Kitô. Thì hôm nay giáo hội mừng kính lòng thương xót Chúa, nhắc nhở cho từng mỗi người chúng ta sự thương xót của Đức Kitô vô vờ bờ bến. Ngài yêu thương chúng ta vô hạn, và Ngài đã chết cho chúng ta trước khi chúng ta được sinh ra. Và điều đó nhắc nhở cho chúng ta biết rằng thật sự ra Ngài chỉ mong đợi chúng ta mà thôi. Khi chúng ta trở về với Ngài, khi chúng ta đến với Ngài, lúc nào Ngài cũng vui vẻ, lúc nào Ngài cũng đợi chờ. Và có những lúc Ngài đợi chờ chúng ta biết bao nhiêu năm trời, mấy chục năm trời, chỉ để chúng ta đến để xưng tội, để rồi chúng ta được ơn tha thứ, để rồi chúng ta được Thiên Chúa ôm ấp vào lòng. Và chớ gì trong hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ live stream, con mong rằng chúng ta cũng để một chút thời gian chúng ta thưa chuyện với Chúa, và đặc biệt hôm nay chúng ta mừng kính lòng thương xót Chúa, nhắc nhở cho từng mỗi người chúng ta Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho dù chúng ta có tội lỗi đến đâu đi nữa, Ngài chỉ muốn chúng ta trở về với Ngài mà thôi. Và khi chúng ta trở về với Ngài, chúng ta xưng thú tội của chúng ta ăn năn thông hối, thì Ngài ôm chúng ta vào lòng. Và thật sự đó, lúc đó là lúc chúng ta cảm nhận được sự hạnh phúc, chúng ta cảm nhận được sự bình an. Và chớ gì chúng ta luôn nhớ điều đó, không những chỉ trong hôm nay chúng ta mừng lễ lòng thương xót của Chúa,
Nhưng cả trong cuộc đời của chúng ta không phải để rồi chúng ta lợi dụng, để rồi chúng ta lúc nào cũng biết rằng Chúa sẽ tha, rồi chúng ta cứ phạm tội đi phạm tội lại. Không phải như thế. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, để rồi khi mỗi lần chúng ta yếu đuối, chúng ta vấp ngã, sau khi chúng ta phạm tội, quỷ nó sẽ là người sẽ cám dỗ chúng ta và nói chúng ta rằng chúng ta không xứng đáng được Thiên Chúa tha thứ. Lúc đó là lúc chúng ta nhớ đến lòng thương xót của Chúa. Và chúng ta biết rằng chúng ta lúc nào cũng có thể chạy đến với Chúa. Và Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta ăn năn tông hối, nếu chúng ta cố gắng. Và điều đó thật sự ra rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Vì đặc biệt trong giây phút này, chúng ta thiếu thốn bí tích thánh thể, chúng ta thiếu thốn được bí tích giải tội. Và chúng ta thiếu thốn được đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Đó là những cái chúng ta đang thiếu thốn trong lúc này. Nhưng chúng ta cũng vẫn có thể xin với Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin Chúa đến ngự vào trong lòng của chúng con. Ngài biết những sự thử thách, Ngài biết những sự cam go, những thứ đang xảy ra trong đời sống của chúng con. Và hôm nay đặc biệt, chúng con mừng kính lòng thương xót Chúa. Xin Chúa đến ban cho chúng con sự bình an đặc biệt. Để cho những ai chúng con đang thiếu lòng tin, chúng con được cảm nhận rằng Thiên Chúa đang hiện diện. Qua sự bình an đó, luôn nhắc nhở cho chúng con, Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn đợi chờ chúng con. Và Ngài đang kêu gọi từng mỗi người chúng con đến với Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho từng mỗi người chúng con được cảm nhận được Ngài, đặc biệt tình yêu thương của Ngài. Để rồi chúng con đừng bao giờ nghi ngờ lòng thương xót của Ngài. Và đặc biệt như Thánh Tô-ma, vì Ngài đã chạm được Đức Kitô, vì Ngài đã nhìn thấy Đức Kitô nên Ngài tin. Chúng ta cũng đã làm điều đó hàng ngày, hàng tuần. Và đặc biệt hơn nữa, phúc cho chúng ta vì chúng ta không thấy mà chúng ta tin. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và ngôi hai là con một Chúa Cha nhờ Thánh Linh bởi lòng đồng trinh Maria mà xuống thế làm người. Chịu khổ hình, chịu đóng đanh để cứu nhân loại. Người chịu chết và chịu táng trong mồ. Tới ngày thứ ba người lại phục sinh và lên trời hiển vinh. Ngày tân thế lại xuống phán xét kẻ giữ người lành. Tôi tin kính Thánh là Thiên Chúa ngôi ba, tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người sẽ sống lại, tôi tin một cuộc sống đời đời. Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội long trọng tôn kính lòng thương xót Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã chết và sống lại để củng cố niềm tin và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tin tưởng cầu xin. Xin Chúa cho các mục tử trong hội thánh luôn sống thánh thiện, kiên nhẫn và bao dung khi cử hành bí tích hòa giải, để hướng dẫn các tội nhân sớm nhận ra lòng thương xót của Chúa đối với họ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa cho các Kitô hữu luôn sống yêu thương hiệp nhất, biết chia sẻ nâng đỡ nhau trong đời sống, để tất cả mọi người cảm nhận được Chúa đang yêu thương và ở giữa họ. Chúng ta cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa cho những anh chị em đang phải đau khổ về tinh thần và thể xác,
do dịch bệnh corona gây ra được Chúa ban ơn nâng đỡ, để họ luôn tin rằng Chúa sẽ chữa lành trong sự quan phòng yêu thương của Chúa đối với cuộc đời họ. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn kiên vững trong niềm tin, biết sống yêu thương chan hòa với nhau, để mỗi người trở nên dấu chỉ sự bình an của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Cùng thông hiệp với những người xin lễ hôm nay, mỗi người chúng ta hãy dâng lên những ý nguyện riêng tư và thành tâm tha thiết nguyện cầu. Chúng ta cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa là đứng giàu lòng thương xót, xin tha thứ tội lỗi và ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con đem bình an của Chúa cho mọi người bằng đời sống vui tươi thấm đậm tình bác ái yêu thương của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tẩy. Xin cùng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong những ngày cực thanh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con,
và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyến thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thân thân thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con hãy xin Chúa dùng ơn Thánh Thần, Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình. Và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đấng Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đấng mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gerardo chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài
chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Triền Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Triền Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Triền Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Triền Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúng cho ai được mời đến dự tiệc Triền Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa bao ông Tô-ma, hãy đặt tay vào đây và nhìn xem những dấu đinh của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Alleluia. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phung gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đang được hương gia nhập gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin cảm ơn toàn thể quý ông bà và anh chị em đã gửi tiền dâng cúng về cho giáo xứ. Vì quý ông bà và anh chị em biết chúng ta giáo xứ của chúng ta cũng đang rất là eo hẹp về kinh tế, nhất là trong thời gian này. Một lần nữa con xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em chúng ta đã làm điều đó. Và có một số quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta muốn thì chúng ta cũng có thể dâng cúng trên mạng cũng được, qua trang mạng của Facebook của giáo xứ, và qua trang mạng của giáo xứ chúng ta cũng có thể để chúng ta làm điều đó. Và một lần nữa con xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã cùng chúng con để tham dự thánh lễ trực tuyến. Và con tin chắc rằng qua lòng thương xót của Chúa, chúng ta cũng được Chúa yêu thương một cách rất là đặc biệt. Và trong những thời gian này chúng ta đang ước mong được rước Chúa, chúng ta ước mong được tham dự thánh lễ, chúng ta ước mong được đi xưng tội. Đó là những điều chúng ta ước mong, Chúa biết hết. Và chớ gì đêm hôm nay Thiên Chúa sẽ ban cho tất cả chúng ta được sự bình an, để rồi chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa một cách đặc biệt. Và một lần nữa con xin cảm ơn toàn thể quý ông bà và anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Alleluia, Alleluia. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia.